Hello, hôm nay nhà mình ăn Tết nghe cả nhà ơi. Nhà không có gì ăn nên bữa nay bắt con ba ba ra làm nha. Đây, trong nhà có một con ba ba. Đặt nó lên cho nó bươi bươi cho cả nhà xem. Con ba ba. Con này chưa, chết mẹ rồi chưa cắt tiết nữa. Con này khoảng 1,5 kg à. Mình cắt mình lấy tiết với hồi mình làm ra mình lấy mật nha. Rồi cái khâu mà lấy tiết thì không có quay được. Rồi thả vô luộc. Nó còn sống. Chà nhớ. Đây là cái mung rùa này để dành coi bói nha, đặt quẻ vô đây. Có cái gan này nó có cái mật này nghe cả nhà, hồi không rượu uống nha. Chứ đâu có để coi nổi.
Rồi được. Nhiêu đây thịt nha. Vô đây thịt nha cả nhà. Cái nồi nước xả với gừng mình ấy nè, giờ mình đổ vô mình luộc sơ đặng hồi mình tách mỡ nha. Rồi sẵn luộc mình bắn mùi luôn. Này nó không có thịt nhiêu hết. Mình trụng cho nó sơ sơ thôi nha cả nhà. Rồi. Nó ướp sa tế rồi nè, cho nó thấm rồi giờ bỏ lên xào nha cả nhà ơi. Sắp sửa có mồi nhậu rồi nha. Rồi đổ ra dĩa. Rồi đợi chút nữa chín rồi quay chia sẻ cho bà con cô bác xem nha. Hello, xin chào bà con cô bác luôn nha. Hôm nay mùng 2 Tết rồi, nhà em ăn Tết nha. Xin mến chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn năm mới vui vẻ luôn. Rồi cùng nhau ăn Tết thôi ạ. Rồi ở đây là ba ba xào sa tế. Rồi Tết chỉ có nhiêu đó thôi à. Chúc mừng năm mới.